Xin mến chào cô chú anh chị Việt kiều ở Mỹ và những quốc gia khác cùng các bạn Việt Nam thân mến. Ngày hôm nay quý vị nhã đi ghi hình đó, chợ hoa Tết ha, chợ hoa Tết ở thành phố Tây Ninh đó quý vị. Thì nhã nhìn thấy nè, wow, sau lưng nhã nó có hoa mâm sôi màu vàng đó quý vị, nhìn rất là sang trọng và đẹp ha. Đó, để nhã ghi hình cận cảnh cho quý vị xem nè, hoa mâm sôi, cúc mâm sôi đó quý vị. Không phải là một chậu đâu nha, mà là rất là nhiều luôn đó quý vị. Đó. Wow, đẹp quá ha. Đúng là cúc mâm sôi thiệt chứ. Ồ, tuyệt vời. Tuyệt vời ha. Quá nhiều luôn. Nó thì có những cái em này mê chụp hình. Đó. Cái chỗ này đẹp quá mà. Nên nhiều người đó vì tranh thủ chụp hình ha. Nó chụp lại những cái tấm hình đẹp nhất. Hoa đang nở tươi đó vậy. Rồi, bây giờ đi qua lối bên đây ha. Đó, đi qua lối bên đây cũng có hoa. Hoa khác nè, khá là đẹp. Đó, vị thấy không? Ồ, hoa đẹp quá. Hoa này giống như hoa Đà Lạt vậy đó vị. Đây, còn đây là nhã đây. Đó, nhã đi ghi hình ha, cho cô chú anh chị xem đó, cảnh chợ hoa Tết ở xứ Tây Ninh ha. Ồ, năm nay công nhận ai coi như là bà con mình đó vị. Hoa cũng trúng mùa ha. Đó. Tưởng đâu năm nay đó vị, thời tiết thay đổi thì cái việc mà hoa cỏ nó không có đẹp như mỗi năm. Đó. Wow. Hoa hướng dương, hướng về mặt trời ha. Đó. Đẹp quá quý vị ơi. Ồ, bên đây nè. Đó, đây là cái con đường mà người ta đi chợ hoa nè quý vị. Đó, vị thấy không? Đẹp quá. Ồ, dưới đây có trái ớt nữa. Có cây ớt nữa quý vị. Nó đẹp ghê ha. Ồ, ớt trái nè. Ớt này hình như người ta gọi là ớt sừng trâu đó quý vị ơi. Ớt sừng trâu nha. Nó có màu tím nữa nè. Wow. Rồi ở đây là cái ớt gì mà nó tròn quay nữa quý vị. Ớt ha, rất là nhiều loại ớt luôn. Đó. Wow. Đúng là quá chừng loại ha. Nhờ đi những cái triển lãm hoa như thế này á vị, mình mới biết được là có nhiều cái loại ớt như vậy. Đó, còn đây là cái mai trấn thủy nè, tuy nhỏ xíu nha. Đó. Nhưng mà coi như là cũng khá là đẹp ha. Còn đây có cây hoa hướng dương. Đây, hoa hướng dương hướng về mặt trời đây. Đó vị thấy không? Rất là đẹp luôn. Hoa hướng dương ha. Đó, cái bông nó nở nè. Đó, đây là cái hướng mặt trời đây quý vị. Ok. Rồi, đi tiếp nha. Đi tiếp thôi quý vị ơi. Đó, vị thấy không? Đây là nhã đây. Đó, đi tiếp ha. Ghi hình cho cô chú anh chị xem. Nó cảnh ở xứ Tây Ninh chợ hoa quý vị. Hiện tại thì nhã đang đứng ở con đường Trần Hưng Đạo. Đó, và đường Trương Định. Đó, ngay cái góc ngã ba đó quý vị. Đó, vị thấy không? Ồ, đây có bé nhỏ nè. Nó bà ẩm ra cho ngắm hoa nè. Ai đây, ai đây, con phải không? Con phải không? Đẹp không? Nó đẹp không? Đẹp không? Bao nhiêu tháng rồi cô? 18 tháng rồi con. 8 tháng, tên gì? Con tên gì? Chưa biết nói rồi, nó chưa biết nói hả? Mới ra chỗ luôn. À, cho nó nhìn trước đây, cho nó nhìn trước rồi từ từ nó lành. Ha, đúng rồi, cho ra đây là đúng luôn. Rồi con đi cho. Dạ. Đó vị thấy không? À, bà ha, ẩm cháu ra đây. Ngắm hoa cỏ mùa xuân đó vậy. Rất là đẹp luôn. Wow, ở ngay cái nhà vườn của cô này nè, thì cô có trồng, cô có bán hoa cúc, hoa vạn thọ chứ, vạn thọ đủ màu luôn đó quý vị. Ồ, đẹp quá ha, chợ hoa sừng đó quý vị. Ồ, ngay đây có tò he nữa nè. Ồ, cái tò he này coi như là lâu lắm rồi mới thấy lại đó nha. Đó quý vị thấy không, chị này rất là khéo tay ha. Đó, chị làm ở con Doraemon nè. Rồi có hoa hồng, màu đỏ, màu hồng nữa. Rồi nàng tiên cá. Rồi cái anh lính. Ở đây là anh lính phải không chị? À, anh lính. Có siêu nhân không? Ồ. Đó, vị thấy không? Rất là đẹp luôn ha. Rồi, có người thích nè nè. Đó, vị thấy không? Những người mê chụp hình đó vậy. Người ta thích những cái lạ lạ đó, hay là những cái truyền thống á. Thời bây giờ thì nó hiếm lắm quý vị. Ồ, oh. Oh, bây giờ đi theo lối nào ta? Đó. Đông quá về, đông vui quá ha.
nó đi dài dài ra cái chỗ cầu quen. Vui quá ha. Đó hình ảnh mà cô chú anh chị từ kiểu ở Mỹ và những quốc gia khác đang xem á, là cảnh mà nhìn nhớ đi chợ Hoa Sưng ha, chợ Hoa Sưng xứ Tây Ninh đó, quá vui luôn. Oh, góc bên đây nè hoa nhiều hơn đó. Oh, ngay đây có hoa cúc đủ hoa luôn nè quý vị, hoa cúc này nọ. Wow, đẹp quá ta. A hi hi. Rồi bây giờ đi dài dài qua phía đây hả quý vị, quý vị thấy không, nhiều quá. Mình không biết là coi chỗ này thấy không, có chú này chở hoa nè. Vui quá ha. Đây là hoa vạn thọ. Ô, hoa vạn thọ nhiều đẹp quá ta. Nó rất là đẹp luôn ha. Hoa vạn thọ. Nó năm mới đó vị. Gần Tết âm lịch ha. Người ta hay trưng cái bông hoa vạn thọ cả một cánh đồng. Đó vị thấy không? Cả cánh đồng ha. Đẹp ghê luôn á. Đây, đó quý vị thấy không? Cái cảnh mà đi xem chợ hoa đó quý vị, nó vui lắm. Ở đây có hoa lan nữa nè. Hoa lan ha, hoa lan đủ loại. Hoa lan là một cái loại hoa sang trọng. Đó, mua cái đó thì hơi mắc ha quý vị. Thì tùy thôi, tùy theo sở thích của nhiều người thôi. Đó, ai mà thích hoa gì ha. Ồ, ở đây có bán cái dây đeo. Đẹp quá quý vị ơi. Đó quý vị thấy không? Rất là dễ thương ha. Wow, Tết đến xuân về. Đây, đây là nhà đây. Nhà đi ghi hình cho cô chú anh chị xem đây. Đó, đó vị, đó là cây cầu mới á. Đó vị thấy không? Cây cầu mới ở xứ Tây Ninh ha. Ở khu vực này thì nó có cây cầu mới nè, rồi cầu quan. Đó, cầu quan là cái cầu màu trắng. Đó. Oh, đây có cúc mâm xôi ha. Khá là đẹp. Rồi, đây là khung cảnh người ta đi chơi đây. Đó, người ta đi chơi ha. Ồ, có hoa hồng nữa nữa vậy. Đó, vị thấy vui không? Không khí ha, rất là trộn rộn luôn. Những cái ngày này á vị, ai cũng cảm thấy là lân lân ở trong người á, bởi vì vui lắm. Rồi ngay chỗ này á, nó có gọi là Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh. Đó, vị thấy không? Hội đồng Nhân dân tỉnh ha, trực thuộc ủy ban. Wow, đây đi dài chỗ này quý vị ơi. Đó, nó gần ra cái đầu ra đó quý vị. Cây mai nè. Ồ, cây mai này để chắc mười mấy luôn đó. Ồ, vui quá ha, hội chợ Hoa Sân xứ Tây Ninh. Ồ, cúc có màu tím nữa. Quá đẹp quý vị ơi. Đó, quý vị thấy không? Không khí ha. Không khí trộn rộn. Đó, những cái ngày này vui lắm đó quý vị. Hoa mai nè, hoa mai quá chừng ở trong đó. Wow. Ra ngoài đây đó quý vị thì nó tới cái chỗ cổng chào. Nó cổng chào của hội chợ Hoa Sưng ha. Đó, để nhà ghi hình cho các chú anh chị xem. Đây, đây là phía ngoài nhìn vào cổng chào đây. Đó, mày thấy không? Họ có để là chợ Hoa Sưng 2018 thành phố Tây Ninh đó quý vị. Khá đẹp ha. Rồi, phía bên đây nè. Phía đây là cầu quan. Rồi, đi dài dài qua đây ha. Đó, bên đây là cầu quan nữa vậy. Đây, cầu quan xứ Tây Ninh đây. À, hi hi, quá đẹp ha. Đó,
buổi chiều, chiều hoàng hôn ha. Đó, chiều hoàng hôn, hoàng hôn xứ Tây Ninh. Wow, có vị thấy không, đẹp ghê ha. Vui hả vậy? Đây, đây là Nhã đây. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều ha. Nếu mà cô chú anh chị thích video của Nhã đó thì hãy nhấn subscribe phía bên dưới nha để nhận được video mới nhất. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.